Vâng, và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của Nam Huy. Tiếp tục là một sản phẩm cực kỳ hot cho một bác khách hàng. Và thông báo với các bác luôn là sản phẩm này bên em đã về được hàng nhé. Rất là lâu rồi bên em chưa về được hàng, là hôm nay mới nhân tiện đây thì về được hàng làm một video. Và cũng như có một bác khách rất là quen thuộc với Nam Huy đã ủng hộ tới Nam Huy. Bác Trần An Ninh ở Gia Lâm, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội có lấy một bên em một con sản phẩm cây 512 siêu siêu lướt. Đấy, siêu siêu lướt có nghĩa nào? Chỉ mới dùng qua có thể là mấy tháng hoặc là có thể là mới hơn năm. Đấy, là gọi là siêu siêu lướt. Và đây là với cái giá đó là 6 triệu 800 nghìn đồng cho một bác khách hàng với một đôi cây này. Và nhân tiện trong cái video lần này thì chỉ ra cho bác những cái điểm mà đặc điểm nhận dạng được sản phẩm đó là cây 512 siêu siêu lướt này cho bác nhé. Đấy, thì đây là một sản phẩm JBL. Như các bác biết rồi, đây là chất âm 3 đường tiếng đúng không ạ? Một chép, đấy, chép neo, đấy, và một chung và một bát 30. Đấy, sản phẩm cây 512 rất là rõ ràng, 3 đường tiếng riêng biệt, và mỗi đường tiếng thì nó thực tập trung rất là tốt về cái chất lượng âm thanh. Ví dụ như là chép neo thì cho tiếng tép nó sáng hơn chép bình thường đúng không ạ? Chung thì chung to thì nó sẽ cho tiếng chung kết hợp với bộ phân tần. Tí em sẽ chỉ cho bác cái những cái đặc điểm của bộ phân tần cho ra chất âm. Thật sự là em thấy cảm thấy là cái lời của con cây 512 này cực kỳ tuyệt vời so với những cái sản phẩm loa thông thường khác. Và như các bác biết rồi, sản phẩm chính hãng của nó, số series nó phải khác nhau. Đấy. Và em quay đuôi cái ra đây cho bác cùng xem qua. Và em sẽ cho bác cùng xem qua luôn khi mà đặc điểm nhận dạng của một con sản phẩm số series ở đây đúng không ạ? Ở đây sẽ là đầu tiên, đời siêu lướt của nó sẽ là một cái logo ở đây. Phải có chữ rõ ràng đúng không ạ? Logo lighting, là lighting on off ở đây để tắt mở logo đúng không ạ? Tắt mở cái đèn sáng ở bên trên đi đúng không ạ? Và thứ hai đó là số series của nó phải khác nhau. Trở kháng 8 ohm, cây 512 đúng không ạ? Đấy, đầy đủ đấy là nhận dạng ở bên đằng sau của nó. Và về nội thất của nó thì sẽ cho các bác xem qua một chút. Đấy, các bác nhớ nhá, hàng siêu lướt nó phải có cái logo ở đây nhá, logo ở đây. Đấy, và số series mỗi hai chiếc phải khác nhau. Khi mà các bác mua sản phẩm nào cũng thế thôi, kể cả sản phẩm chính hãng của EBRO hay là gì chăng nữa, một đôi loa số series đều phải khác nhau các bác nhá. Sản phẩm chính hãng mà phải khác nhau. Tiếp theo đó là về phần nội thất của sản phẩm này. Em lật cái bát lên. Lật cái bát này lên cho các bác cùng xem qua một chút về nội thất. Thứ nhất đó là như em đã nói rồi, bát 30 một từ đúng không ạ? Bát 30 một từ là đời cao của nó, và có ba, nhớ các bác cả, có ba lỗ đúng không ạ? Có ba lỗ ở đây. Đấy, lỗ mắt trâu ấy. Và các bác soi vào trong này nữa. Soi vào trong này đều phải có những cái số series. Em có điện thoại không? Bỏ ra đây bởi vì ở đây hơi tối. Bác có thể nhìn không rõ được, nhưng mà em sẽ soi cho các bác qua một chút. Đấy, các bác xem qua một chút cho em nhé. Đấy, các bác cứ soi vào trong này nhé. Em thì nhìn rõ số có số 6868 này, nhưng mà các bác về nhà các bác có soi đấy, các bác nhìn rõ không ạ? 6868 kìa, có cả số series ở bên trong này. Số series ở đây nữa này. Đấy, số series ở đây này này. Các bác xem loa nhé, thì có phải có những cái này nhé. Đấy, cái đời siêu lướt của nó như thế. Đấy, tép neo đây rồi, chung đây rồi, đúng không ạ? Và về phần quan trọng nhất là về phần phân tần. Các bác để cho em quan trọng nhất là cái đời siêu lướt của nó là các bác này. Tụ và trở đều là của hãng rất là nổi tiếng đúng không ạ? Một hãng rất là nổi tiếng đó là tụ Penix và trở Penix. Đấy. Những cái trở này là phân phát là từ chung này, bát chung chép này là đều là Penix hết này. Đấy. Tụ dài này, một tụ dài một tụ ngắn này. Và đặc biệt hơn các bác nhìn trong cái bộ phân tần này là cái có phần đó là một cái nguồn này. Đời cao có cái nguồn này, bác để ý cho em cái đặc điểm rõ ràng nhất đó là các bác phải nhìn ở cái nguồn này. Đúng không ạ? Phải có cái nguồn này. Cái nguồn này có tác dụng nào? Thứ nhất đó là loa thường là có dòng điện đi vào đúng không ạ? Đấy, có công suất nó đi vào, ví dụ như là công suất của đẩy vào này. Làm thế nào để ổn định được cái dòng điện để cho nó đỡ cháy loa thì là thứ nhất. Và thứ hai đó là ổn định dòng điện và cho ra chất âm nó hay hơn là thứ hai. Thì cái quả nguồn này quyết định rất là tốt. Tại sao những cái thiết bị như là đẩy hoặc là vang các thứ đều phải có quả nguồn, nó làm cho ổn định dòng điện ở bên trong máy. Và thứ hai là ổn định chất âm cực kỳ hay. Đấy. Ổn định chất âm cực kỳ hay. Và ở đằng dưới của cái mặt phân tần này nữa cũng phải có những cái tem mác rất là đầy đủ của chính hãng. Đấy là những cái điểm đặc điểm nhận diện của một dòng đời cây 512 2020 siêu lướt các bác nhá. Đấy, và em làm một cái video rõ rồi và thông báo với các bác bên em đã về được hàng. Bên em đã về được hàng. Đấy, rơi vào tổng 20 đôi. Đấy, hiện tại trong kho, và mai em sẽ quay video chi tiết ở trong kho cho bác xem là 20 đôi là như thế nào các bác nhá. Và nhân tiện đây thì mang ra đây một số sản phẩm mà quảng cáo lại cho bác, và cũng như là quay cho bác Thiện biết cái sản phẩm của mình là như thế nào. Đấy, quay cho bác Thiện biết sản phẩm mình nhà, và test cho bác một bài nhạc cho bác cùng nghe qua.
Đấy, em mở cái bài nhạc kết loa test cho các bác cùng nghe qua. Đấy, đây là một đôi loa siêu lướt thì các bác biết rồi, mới thì rơi vào tầm gần như là 96 đến 97%. Vận chuyển thì không thể là tránh được những cái trường hợp như này, đúng không ạ? Nhưng mà tổng thể của nó rất là mới và đẹp, tổng thể cực kỳ mới và đẹp các nhá. Ok, và bây giờ em sẽ bắt đầu tiến hành test qua cho bác một chút. Bác có thể nghe thấy à, dòng sản phẩm cây 512 các bác đeo tai nghe và cảm nhận này, nó thiên về lời và hát karaoke cực kỳ nhẹ. Tại sao sản phẩm này luôn là hot và luôn là được cái chất lượng rất là tốt, tất cả mọi người cùng yêu quý những cái sản phẩm như thế này và muốn mua những sản phẩm như thế này, tại sao lại như vậy? Thì đây các bác có thể nghe qua và đeo tai nghe và cảm nhận qua nhé. Ok, và thay mặt Nam Huy cảm ơn bác đã ủng hộ tới Nam Huy. Bác em xem đây, cảm ơn bác Trần An Ninh đã ủng hộ đến Nam Huy một sản phẩm đó là cây 512 2020. Và thay mặt Nam Huy cảm ơn bác nha, và xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những cái video lần sau. Đừng quên ấn một lần like và một lần đăng ký kênh, và các bác nào được cần tham khảo sản phẩm này thì hãy liên hệ trực tiếp bên em nha. Và xin chào và hẹn gặp lại.